Hôm nay thầy đại diện cho các thầy cô khối chính gửi đến các em một cái file video ôn thi học kỳ 2 niên học 2023. Mời các em theo dõi với thầy. Tiên, nội dung thứ nhất là thì chúng ta sẽ có 7 nội dung. Nội dung thứ nhất đó là giải phương trình và hệ phương trình. Đầu tiên thì mời các em xem về cái giải hệ phương trình. Thì giải hệ phương trình thì chúng ta có hai phương pháp cơ bản. Phương pháp thứ nhất là phương pháp thế và phương pháp thứ hai là phương pháp cộng. Các em đã học từ chương 3, sau Tết vô học rất kỹ. Thì thầy mời các em nghe lại để nhớ lại và làm bài tốt trong kỳ thi học kỳ 2 này. Đầu tiên chúng ta có cái phương trình A x 2y bằng 1 và 2x 3y bằng 16. Rồi, thì cái phương trình này chúng ta có cái hệ số ẩn của ẩn số x trong phương trình 1 là 1. Thì khi mà ta gặp cái hệ số của nó là 1 thì cái phương trình này sẽ thích hợp để giải phương pháp thế. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ chọn cái phương trình 1 và ta tính ẩn x theo ẩn y, x sẽ bằng 2y cộng 1. Sau đó ta lấy cái kết quả ẩn x tính theo ẩn y này, ta thế vào phương trình thứ hai. Thì ngay cái chỗ này đây là x thì ta ghi vào là 2y cộng 1 thì ta được cái phương trình thứ hai là 2 nhân 2y cộng 1 cộng 3y bằng 16. Khai triển phương trình thứ hai của hệ thì chúng ta được phương trình bậc nhất ẩn y. Và chúng ta giải ra thì ra được thu gọn thì chúng ta được là 7y bằng 14. À, như vậy còn cái phương trình ở trên thì ta vẫn giữ nguyên, x vẫn bằng 2y cộng 1. Từ phương trình thứ hai 7y bằng 14 ta tính được y bằng 2. Thế vào ở trên ta sẽ tính được nghiệm x tương ứng, nghĩa là x sẽ bằng 2 nhân 2 cộng 1 là bằng 5. Kết luận S là bằng mở ngoặc đơn 52, có nghĩa là tập nghiệm của nó là nghiệm duy nhất 52. Bây giờ mời các em theo dõi phương trình ở câu B 3x 2y bằng 5 và 2x cộng 3y bằng 12. Thì cái phương trình này đây thì các hệ số của ẩn số x và ẩn số y không còn là một nữa mà nó là những con số khác. Thì như vậy chúng ta sẽ chọn có thể chọn phương pháp cộng để giải đơn giản hơn. Thì đầu tiên ta quan sát các hệ số của cùng một ẩn trong hai phương trình thì chúng ta coi coi nó có gần là số đối với nhau hay chưa. Không vậy thì số đối thì chúng ta biết rằng là đầu tiên hai số đối nhau là hai số khác nhau về dấu và có giá trị tuyệt đối bằng nhau, tổng của chúng bằng không. Thì bây giờ chúng ta quan sát ở đầu tiên có hệ số của ẩn x là 3 và 2. Không vậy còn cái hệ số của ẩn y là trừ 2 và cộng 3 thì ở đây nó đã có cái dấu đối với nhau sẵn rồi, trên dấu trừ dưới dấu cộng. Thì đây là hệ số của ẩn y ở trên là 2 trừ 2 còn dưới là cộng 3. Như vậy chúng ta có thể chọn ra một con số không vậy cùng chia hết cho 2 và 3 và có giá trị nhỏ nhất. Nó giống như là bội chung nhỏ nhất của năm lớp 6 mà chúng ta đã học. Thì chúng ta thấy như vậy từ trừ 2 này chúng ta sẽ biến đổi thành trừ 6, còn từ cộng 3 này chúng ta sẽ biến đổi thành cộng 6. Như vậy chúng ta sẽ biến đổi hai hệ số ở hai phương trình của hệ không nhỉ cùng ẩn y trở thành số đối nhau bằng cách ta nhân cái phương trình thứ nhất cho 3 và nhân cái phương trình thứ hai cho 2. Đây là cái bước giải của nó. Sau khi ta nhân như vậy thì chúng ta được cái hệ phương trình trong đó có hai phương trình có hệ số y đối nhau. Ta tiến hành cộng vế theo hai phương trình này thì chúng ta sẽ được là 13x bằng 39, 2x cộng 3y bằng 12. Ta giải ra được ẩn số x là x sẽ bằng 39 đem chia cho 13 được là 3. Sau khi có được cái giá trị của ẩn x rồi, ta thế vào phương trình thứ hai là thay vì 2 nhân x cộng 3y bằng 12 thì 2 nhân 3 cộng 3y bằng 12 và ta tính được nghiệm x bằng 3y bằng 2, kết luận tập nghiệm của nó. Đó là cái phần thứ nhất trong cái dạng bài tập 1.
giải phương trình và hệ phương trình. Mời các em qua cái phần B của nó. Đó là giải phương trình. Đầu tiên chúng ta có cái phương trình x bình phương trừ 3x cộng 2. Thì để giải cái phương trình bậc 2 một ẩn này thì chúng ta lưu ý trước khi chúng ta đặt bút vào giải delta thì chúng ta lưu ý những cái phương pháp tính nhanh của nó, giống như bài 1 này. Chúng ta thấy rằng ở bài 1 thì nó có các hệ số là a là 1, b là trừ 3, c là 2. Các hệ số này đối nhau, vậy chúng ta có thể áp dụng phương pháp tính nhẩm nghiệm. Vì a cộng b cộng c là 1 cộng trừ 3 cộng 2 bằng 0 nên phương trình này có hai nghiệm. Nghiệm thứ nhất là x bằng 1 và nghiệm thứ hai là x bằng c trên a. Rồi, bây giờ ta quan sát cái phương trình thứ hai, đó là 5x bình phương trừ 2x trừ 7 bằng 0. Thì ở đây hệ số a là 5, b là trừ 2 và c là trừ 7. Và chúng ta thấy a, hệ số a trừ b cộng c là 5 trừ cho trừ 2 cộng cho âm 7 bằng 0. Và khi hệ số a trừ b cộng c bằng 0 thì chúng ta có được phương trình sẽ có hai nghiệm. Nghiệm thứ nhất là trừ 1 và nghiệm thứ hai là bằng trừ c trên a. Thế vô trừ c ở đây là trừ của trừ 7 là 7 trên cho a là 5, vậy bằng 7 phần 5. Như vậy là chúng ta đã bước qua hai cái tính nhẩm nghiệm, phải không vậy? Nó giúp cho chúng ta có thể là giải một cái phương trình rất là mau chóng. Bây giờ chúng ta sẽ bước qua cái dạng phương trình mà khi mà chúng ta không có nhẩm nghiệm được, phải không vậy? Thì chúng ta trở về cái công thức cơ bản là chúng ta tính delta. Rồi, ở phương trình thứ ba là x bình phương trừ 2x trừ 15 bằng 0 thì chúng ta thấy nó không có hệ, không có cái dạng a cộng b cộng c bằng 0 hoặc là dạng a trừ b cộng c bằng 0, thì chúng ta bước vào tính delta. Delta bằng b bình phương trừ 4ac, tấm dạng tính ở delta. Thế số vô chúng ta tính ra delta của phương trình này là 64 lớn 0 nên phương trình có hai nghiệm phân biệt. Nghiệm thứ nhất là bằng trừ b cộng căn delta đem chia cho 2a. Chúng ta thay thế các hệ số a, b, c của phương trình này vô và chúng ta nhận được nghiệm thứ nhất là 5. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ có nghiệm thứ hai là trừ b trừ căn delta đem chia cho 2a. Thế các số vào, chúng ta tính được là trừ 3. Như vậy là chúng ta đã xong được cái phần 1 của phần dạng bài tập 1 của dạng đề thi. Chúng ta bước qua phần thứ hai, đó là đồ thị và hàm số, đồ thị hàm số và giao điểm của paragon P và D. Thì ở đây thầy cho các em cái ví dụ để chúng ta cùng nhớ lại cái bài tập thân thuộc thân quen này mà chúng ta thường làm trên lớp, và thầy tin chắc rằng các con đã làm rất nhiều trong những bài tập kiểm tra thường xuyên. Thì bây giờ thầy nhắc lại. Rồi, vẽ đồ thị hàm số y bằng x bình phương trên 4 và y bằng x phần 2 cộng 2 trên cùng một mặt phẳng tọa độ. Thì đầu tiên là chúng ta ghi tập xác định R, sau đó lập bảng giá trị của hai hàm số. Và chúng ta nhớ bảng giá trị của paragon P là có 5 số. Và hai số bên phải số 0 với lại hai cái giá trị bên trái số 0 là những số đối nhau. Ví dụ như đây là 2, đối với nó qua 0 là trừ 2, 4 thì đối với nó là trừ 4. Sau khi ta thay thế x bằng các giá trị có cho trên bảng vào công thức y bằng x bình phương cộng phần 4 thì chúng ta sẽ tính ra được giá trị y tương ứng. Từ đây chúng ta lập ra được 5 tọa độ điểm. Điểm thứ nhất là 0,0, điểm thứ hai là 2,1, điểm thứ ba là 4,4. Tương tự như vậy cho bên đây, trừ 2,1 và trừ 4,4. Chúng ta vẽ nó ra, biểu diễn cho nó ra trên mặt phẳng tọa độ. Và chúng ta phải vẽ ra nha, phải biểu diễn ra ha. Ta phải biểu diễn các tọa độ nó ra. Ví dụ như đây là 2,1, đây nè, 2,1 thì chúng ta phải chấm chấm đây này. Tung độ là 1, ta phải chấm chấm qua. Rồi, nhớ ha, thì cái phần đồ thị này thì thầy quên biểu diễn về các cái tọa độ điểm của hàm số P. Các em có thể bổ sung vào. Rồi, tương tự như vậy, bảng giá trị của đường thẳng y bằng x phần 2 cộng 2 thì ta cho x bằng 0, thế vào đây thì ta tính y tương ứng là 2.
x bằng 2, thế vào đây 2 chia 2 được 1, 1 cộng 2 là 3, ta có y đúng là 3. 0, 2 là điểm này, 1, 3, x bằng 1, y bằng 3. Xin lỗi, x bằng 2, y bằng 3. 2 đây, ta giống lên, ta vẽ đường thẳng vuông góc lên, tung độ của nó 3, từ đây vẽ ở đây, cắt nhau tại đây. Đặt cạnh thước thẳng qua đi qua hai điểm và 2 và 3 này, thì chúng ta đã vẽ xong đồ thị của hàm số y bằng x bình phương trên 4 và hàm số y bằng x phần 2 cộng 2. Nhớ khi vẽ đồ thị thì chúng ta phải viết được cái trục tung là OY và trục ngoặc là OX, góc tọa độ là O như thế này. Ở trên hình thì chúng ta thấy có hai điểm giá trị O, thì chúng ta chỉ cần ghi một cái thôi ha, 0 ở đây được rồi. Rồi, chúng ta sẽ bước qua phần B, đó là đi tìm tọa độ giao điểm của P và D này. Thì đầu tiên chúng ta phải lập phương trình hoành độ giao điểm, sau đó chúng ta chuyển vế toàn bộ qua bên vế bên tay trái và vế phải còn lại là không. Các em có thể làm ngược lại là chuyển toàn bộ qua bên vế bên tay phải, vế bên trái là không, miễn chúng ta đưa cái phương trình về dạng là ax bình phương cộng bx cộng c bằng 0. Rồi chúng ta có thể sử dụng máy tính để mà chúng ta bấm máy tính đón nhận nghiệm làm vậy. Rồi bây giờ giải, nhưng mà chúng ta phải ghi là giải phương trình ta được, ta bấm máy đó, nhưng mà ta ghi trong bài giải là giải phương trình ta được x1 bằng trừ 2, x2 bằng 4. Thay hai giá trị nào vậy này, thay hai giá trị này vào D, thì khi mà thay x bằng trừ 2 ta tính được ra được y tương ứng y1 là 1, x bằng 4 thay vào D thì ta tính được y2 tương ứng là 4, thì kết luận là tọa độ giao điểm của hai P và D là x bằng 2 thì y bằng 1, ghi như vậy. Và x bằng 4 thì tung độ của nó bằng 4, thì như vậy đó chính là tọa độ giao điểm thứ hai, và 4, 4. Như vậy chúng ta đã xong được dạng thứ hai. Ta bước qua phần kế tiếp, đó là hệ thức VS. Bây giờ câu A không giải phương trình x bình phương trừ 2 x trừ 5 bằng 0, chứng minh phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt x1 x2. Thì đầu tiên chúng ta ghi lại cái phương trình và chúng ta tính delta. Chúng ta tính ra delta thế số bằng b bình phương trừ 4ac, thế số của phương trình này vào, tính ra được 24 dương. Điều đó giúp ta khẳng định rằng phương trình này có hai nghiệm phân biệt. Ngoài ra chúng ta còn có thể sử dụng dấu hiệu ac. Cách thứ hai, vì AC bằng 1 nhân trừ 5 bé hơn 0. Có bạn thì nói là vì AC trái dấu, còn không thì chúng ta cứ lập tích nó ra bé hơn 0. Bé hơn 0 thì có nghĩa chứng minh rằng hai số A và C này là hai số trái dấu. Nên chúng ta kết luận rằng phương trình này luôn có hai nghiệm phân biệt. Bước qua phần B. Hãy tính tổng S là x1 cộng x2 và tích B x1 nhân x2 của hai nghiệm này. Thì vì phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt, chúng ta đã chứng minh ở trên, ta phải nhắc lại. Và theo hệ thức VS, chúng ta có tổng S của nó bằng x1 cộng x2 bằng trừ B trên A. Thế do trừ của B, B lúc này là trừ 2, cho nên là bằng trừ của trừ 2 trên A là 1, vậy bằng 2. Và tương tự P bằng C trên A là bằng trừ 5. Rồi, đây là những cái kiến thức cơ bản cho dù bất kể một bài hệ thức VS nào. Sau khi chúng ta yêu cầu cũng là chứng minh có phương trình có hai nghiệm phân biệt, thì nó có, cho dù nó có hỏi S và P hay không, thì tụi con phải bắt buộc tính S và P ra để vận dụng cho việc chứng minh trong câu C ở phần sau. Rồi, phần C là ở đây là thầy nêu ra những cái biểu thức cơ bản mà chúng ta thường gặp ở trong lớp, để nhắc lại tụi con trước khi thi học kỳ 2. Thì biểu thức mà chúng ta thường gặp nhất đó là x1 bình phương cộng x2 bình phương. Thì trong lớp chúng ta được quyền sử dụng trực tiếp công thức s bình trừ 2p. Và s là chúng ta đã có tính trên đây rồi nè, s là bằng 2, p là bằng trừ 5. Thế vào đây 2 bình trừ 2 nhân cho p là nhân cho trừ 5. Chúng ta tính nhẩm ra hoặc chúng ta bấm máy ra đón nhận được kết quả. Và x1 là phương cộng x2 là phương thì chúng ta có là bằng x1 cộng x2 là phương trừ 3 lần x1 x2 nhân cho x1 cộng x2
Đây là cái phần chứng minh vắn tắt nhất của nó. Không tin, tụi con khai triển cái biểu thức này ra ngoài giấy nháp thì tụi con sẽ thấy kết quả nó sẽ bằng x1 là phương cộng x2 là phương. Và lúc này chúng ta thấy x1 cộng x2 này bằng bằng s, chúng ta có s lập trừ cho 3 lần ps thế số vuông, chúng ta sẽ tính được giá trị tương ứng của biểu thức x1 lập phương cộng x2 lập phương là 38. Qua đến biểu thức kế là x1 lý thừa 4 cộng x2 lý thừa 4 thì tụi con lưu ý cái này ha, tụi con phải nhớ kỹ cái gọi là cái phần chứng minh ngắn gọn của thầy. Đó là x1 lý thừa 4 cộng x2 lý thừa 4 là bằng x1 bình phương cộng cho x2 tất cả bình phương. À, nhớ ghi kỹ ha. X1 bình phương cộng x2 rồi tất cả bình phương nữa. À, rồi trừ cho 2 lần x1 x2. Thông tin thì chúng ta việc khai triển ra thì chúng ta sẽ thấy nó bằng về phải. Thì lúc này ta thế cái x1 bình phương cộng x2 bình phương là bằng công thức s bình trừ 2pi vào đây. Rồi cái dấu bình này bên ngoài ta giữ nguyên. Trừ cho 2 lần x1 bình phương nhân x2 bình phương, đó là trừ cho 2 lần x1 nhân x2 tất cả bình phương thì bằng trừ cho 2pi bình phương. Tụi con thế số vào, tụi con sẽ tính ra được giá trị biểu thức là 146. Rồi, như vậy là thầy đã hướng dẫn cho tụi con 3 phần. Chúng ta sẽ bước qua phần thứ tư. Giải bài toán đố bằng cách lập phương trình và hệ phương trình. Thì giải bài toán đố như sau: một người mang sắp tiền gồm 20 tờ gồm hai loại 100.000 đồng và 200.000 đồng đi siêu thị. Sau khi thanh toán hóa đơn 2.650.000, người đó kiểm thấy số tiền còn thừa lại trong túi là 150.000 đồng. Hỏi khi đi người đó mang theo bao nhiêu tiền tờ tiền mỗi loại. Thì thầy sẽ hướng dẫn cho tụi con giải bài toán này bằng cách lập hệ phương trình. Và thầy nhắc lại cho tụi con về các bước giải một bài toán bằng cách lập hệ phương trình. Thì giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình gồm có 3 bước. Bước thứ nhất là chúng ta lập hệ phương trình hay là lập phương trình, nếu như ta chọn cái phương pháp lập phương trình ha. Thì đầu tiên trong bước 1 có 3 ý: chọn ẩn, đặt điều kiện, đơn vị nếu có của các ẩn. Biểu diễn các đại lượng khác qua ẩn. Tìm mối liên hệ giữa các đại lượng để chúng ta lập phương trình hoặc là hệ phương trình. Sau khi chúng ta hoàn tất bước 1 thì chúng ta giải cái hệ phương trình này ra hoặc là giải phương trình ra. Sau đó bước qua bước 3 là chúng ta chọn cái nghiệm thỏa điều kiện mà chúng ta đã lập ra trong ý 1 của bước 1 và sau đó chúng ta kết luận. Bây giờ chúng ta tiến hành vào bài giải. Gọi X và Y lần lượt là tờ tiền loại 100.000 đồng và 200.000 đồng. Thì X, Y này phải thuộc N và do hai loại tờ tiền này phải có tổng số tờ 20 cho nên là mỗi loại phải đương nhiên nhỏ hơn 20. Vì sắp tờ này có 20 tờ tiền cho nên chúng ta có x cộng y bằng 20 để ta có được phương trình thứ nhất. Sau khi thanh toán hóa đơn 2.650.000 thừa lại trong túi 150.000 cho nên là chúng ta có được x tờ tiền 100.000 nhân cho 100.000 cộng cho y tờ tiền 200.000 nhân cho 200. Thì chúng ta sẽ ra được tổng số tiền mà các tờ tiền của cái người mang sắp tờ tiền này. Thì như vậy nó sẽ bằng 2.600.000 và chúng ta là thấy trong túi còn 150.000 thì cộng thêm 150.000 nữa. Thì như vậy nó bằng 2.800.000. Rồi, rút gọn đi thì rút gọn ở đây là 100.000. Rút hàng 100.000 như vậy thì chúng ta sẽ ra được x cộng 2y bằng 28. Như vậy từ 1 và 2 này chúng ta có được cái hệ phương trình x cộng y bằng 20 và x cộng 2y bằng 28. Ta bấm máy hoặc chúng ta giải ra ngoài giấy nháp ha. Chúng ta bấm máy. Thì chúng ta giải ra được x bằng 12 và y bằng 8 so sánh với đề điều kiện ở trên. Đó là x y phải là số tự nhiên khác không và đồng thời nhỏ 20 thì ta thấy hai giá trị này thỏa điều kiện và kết luận số tờ tiền 100.000 đồng
thì có 12 tờ và số loại tờ. Loại tờ tiền mà 200.000 đồng thì có 8 tờ. Rồi, cảm ơn các em đã xem ha. Chúng ta còn một phần nữa sẽ gặp hẹn gặp các em trong cái video tiếp theo.